Xin chào tất cả các anh chị nha. Trong video này thì Hưng sẽ tổng kết lại những cái chính sách cũng như là những cái vi phạm mà Hưng cũng như là học viên của Hưng đã làm, và những cái video đó nó bị flop thì Hưng muốn tổng kết lại để chia sẻ cho anh chị, để video của anh chị không bị mắc phải những cái sai lầm giống như vậy nữa nha. Bây giờ mình đi vô vấn đề luôn anh chị nhé. Đầu tiên là như này này. Khi mà làm video TikTok, anh chị nhớ là chúng ta đừng có khẳng định cái gì cả. Chúng ta đừng có khẳng định, đừng có cam kết 100% cái này, 100% cái kia. Chúng ta đừng nói gì. Có nghĩa là anh chị đừng nói quá lên. Một xin chị làm video ví dụ như này nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị một cái cách mà siêu hay luôn. Siêu hay, rồi siêu tốt, siêu đẹp là không được. Chúng ta đừng có nói quá sự thật lên như vậy. TikTok nó không có thích cái điều đó. Có sao nói vậy. Nha anh chị nha, tốt nhất là có sao nói vậy. Hôm nay mình xài cái mic này như thế nào thì mình nói như vậy thôi. Cái mic này nó không có rẻ anh chị ơi, nó rất là ổn định anh chị ơi. Thế thôi, đúng không? Và cách sử dụng cái mic này như thế này, nó đơn giản như vậy. Các họ muốn là họ muốn sử dụng cái mic này như thế nào thôi, đúng không ạ? Và nó không rẻ là được rồi. Chứ còn anh chị nói hôm nay tôi giới thiệu cho anh chị một cái mic cực đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Và em nói với anh chị nhìn này, trời mắt nó mịn gì đâu mà nó mịn. Mic này là siêu bền, siêu tốt anh chị nha. Và cũng thấy là cực kỳ đẹp. Đấy, toàn nói quá lên như thế, đúng không? Những cái đấy người ta nghe người ta cũng biết thừa là anh chị nói xạo. Và TikTok nó không thích là mình nói quá một sản phẩm lên. Nó phải đảm bảo cho người tiêu dùng, chứ nó phải bảo vệ người tiêu dùng với mua hàng trên TikTok xong rồi về kêu là đồ dởm sao được, đúng không vậy? Cho nên là không cam kết, không khẳng định, không nói quá, không siêu cái này xong cái kia, không có cam kết 100% hay là bao nhiêu phần trăm, 99% này kia là không được. Và mới mà. Cái thứ hai là vẫn như xưa, anh chị đừng có kêu gọi qua cái nền tảng khác. Đừng có kêu gọi qua Zalo, Facebook và đừng có để dính những cái logo đó luôn. Những lúc anh chị hay quay màn hình ấy, xong nó dính những cái logo như vậy, tốt nhất là không nên, hạn chế luôn. Đồng ý không ạ? Rồi, cái tiếp theo nữa anh chị nên làm video với những sản phẩm vật lý như này này. Mình nên làm review, mình nên làm chia sẻ trải nghiệm của mình thì nó sẽ dễ tiếp cận người xem hơn. Chứ nếu như cái video mà anh chị cầm, anh chị bán cái mic này là thua. Ví dụ như nếu như mình cầm cái mic này á, mình bán, thì mình sẽ nói là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mic là người ta đi liền, người ta biết bán mic. Nhưng mà mình sẽ nói là làm như thế nào để quay video mà cho âm thanh nó rõ, đúng không? Mình đừng có bán cái mic mà mình nói làm như thế nào để quay video âm thanh cho nó rõ. Sau đó mình giới thiệu cái mic này thì cái video như vậy nó sẽ tiếp cận người xem nó dễ hơn, và có khi là mình sẽ bán hàng dễ hơn. Thì cái vấn đề đấy Hưng sẽ chia sẻ cho anh chị ở cái video sau. Ở đây là cái video về chính sách thôi nhé. Làm như vậy thì cái nền tảng á, nó thấy cái video của anh chị có giá trị với người xem, cho nên nó sẽ đưa video của anh chị lên dễ hơn là một cái video bán hàng. Còn bán hàng trực tiếp kia thì mình chỉ bán hàng ở qua live stream thôi. Đồng ý không? Rồi cái tiếp theo này. Cái tiếp theo là anh chị không nên đưa số điện thoại vô trong cái video. Kể cả khi mà anh chị đi quay á, lỡ mà có dính số điện thoại. Ví dụ như Hưng đi quay một cái quán ăn đi, xong Hưng thấy cái số điện thoại đó Hưng quay nó dính vô thì không sao cả. Nhưng mà anh chị đừng có cố tình lấy cái điện thoại mà dí vô cái số điện thoại đấy là thua. Hoặc là kể cả như anh chị dí vô cái logo cũng vậy, mình cố tình mình cầm một cái lon bia như này xong mình dí vô, hay là cầm một cái sản phẩm mình dí vô như vậy thì không nên. Đó, thì anh chị nhớ nha. Tiếp theo này, trong cái phần comment á thì anh chị cũng không được comment địa chỉ luôn. Không được comment địa chỉ, rồi anh chị cũng không được comment về đường link hay là website hay là các nền tảng khác luôn. Nhớ cái chỗ này để anh chị làm cho đúng nha. Hoặc là số điện thoại nữa. Và trong cái quá trình nói ở trong video, anh chị đừng có nói là hãy liên hệ mình, hãy follow mình đi nhé, rồi hãy tới nhà mình địa chỉ này là mua nhé. Thật sự là không được anh chị. Anh chị không tin, anh chị cứ thử nói mà kêu gọi follow coi, rồi nó bóp ngay. Không biết là sau này như thế nào nhưng mà hiện tại là như vậy nhá. Hiện tại nó là như vậy. Cái tiếp theo là mình không nên chia sẻ các loại bệnh. Cái này sẽ trị được cái này sẽ trị được cái kia. Tại vì mình không phải là bác sĩ, mình không phải là gì hết, nhưng mà mình lên mình nói như vậy lỡ người ta làm theo thì sao anh chị? Có vấn đề gì thì sao, đúng không? Ví dụ như không có bà học viên lên trên núi thấy cái lá này hái, xong kêu gọi mọi người hái cái lá này ăn đi, ngon lắm này kia, thì như vậy thôi nó cũng bị flop nữa. Tại vì mình không có kiểm chứng cái lá nó có tốt hay không, lỡ mà người ta bắt chước người ta mua về người ta ăn vô bị này bị kia sao. Cho nên là anh chị cứ làm chia sẻ trải nghiệm của mình, đừng có kêu gọi người ta làm gì hết. Kể cả như là livestream vậy, nếu anh chị nói anh chị kéo họ về nhà mình cũng không được luôn. Cái đặc biệt tiếp theo này, đừng có re-up. Cái này vẫn là cái môn của, đừng có re-up video của người khác, đừng có lấy video của người khác đăng, không có lên đâu. Video là video của mình, không lấy của người khác. Anh chị nhớ giùm Hưng với. Ngày xưa anh chị hay re-up video đấy, thì đừng có re-up nữa, một thời gian cái kênh nó cũng bỏ thôi. Nên là mình sáng tạo nội dung thì mình bán hàng nó dễ hơn. Vì bây giờ là người ta mua hàng là người ta mua qua nhân hiệu của mình, người ta quý mình người ta mua. Anh chị nhớ. Cứ làm một thời gian thôi, nó không có gì khó đâu. Mình chỉ cần biết một số cái chính sách này, xong mình cứ làm thôi, mình né nó ra là được. Tiếp theo nữa anh chị, có một cái điều mà Hưng hay bị dính nè. Hưng hay đi ngoài đường ấy, thì Hưng quay Hưng đi dưới lòng đường anh chị, mà xe cổ đông nó nguy hiểm thì nó bị flop. Có hôm mà Hưng làm quảng cáo cho người ta, xong rồi Hưng đứng ngoài đường Hưng nhảy đứng ngoài đường nhảy như vậy, xong rồi nó bị flop luôn mà Hưng không biết. Sau này Hưng mới biết. Rồi có một lần đi ăn nữa, đi ăn thì Hưng dắt xe qua đường anh chị. Hưng dắt xe qua đường thì bên này là chú bảo vệ đi qua đường thôi, mà xe rất là đông như vậy thì cũng bị flop. Cho nên là nếu mà đi thì mình phải đi cái đường mà nó có vạch cho người đi bộ, mình đi qua đường chỗ cái vạch mà có người đi bộ thì không sao, mình đứng ngoài đấy mình quay thì không sao cả, vì nó an toàn nhá, nó đúng với luật thôi, đồng ý hả? Rồi cái tiếp theo này,
anh chị khi quay video thì anh chị nhớ là né cái mã QR code ra. À, anh chị dí cái điện thoại vô mã QR code là rất là dễ bị dính. Rồi phụ nữ thì anh chị nhớ là đừng có để hở rúng, đàn ông thì đừng có cởi trần. Nói chung là cái đấy thuần phong mỹ tục thì anh chị không nên nói. À, cái tiếp theo là anh chị cũng không nên nói về tôn giáo, về giới tính, không phân biệt giàu nghèo, không có nói nam nữ, đúng không ạ? Để mình không phân biệt về giới tính, Phật pháp này kia, lỡ mình quay cảnh chùa đẹp quá thì mình đừng có kêu gọi họ đi chùa hay cái gì hết đấy, không kêu gọi về tôn giáo nào cả. Tiếp theo là đừng có nói là nâng mông bơm ngực này kia, những cái từ đấy thì cũng là những cái từ hạn chế luôn. Và Hương có ba cái trang web muốn chia sẻ cho anh chị để anh chị lấy hình ảnh hoặc là video này. Một số anh chị hay lấy hình ảnh và video ở trên YouTube ấy, cho nên nó sẽ bị bóp, hoặc là trên Google nó sẽ bị bóp vì nó có bản quyền anh chị. Cho nên là nếu như anh chị muốn lấy hình ảnh và video thì anh chị có thể lấy trên ba trang sau. Thứ nhất là trang Bisabay, thứ hai là bsl.com, thứ ba là Pinterest. Thì ba cái trang này anh chị có thể tải video về, hoặc anh chị tải hình về, sau đó anh chị làm lớp phủ, hoặc là anh chị gắn vào đăng bài Facebook gì đó cũng được hết đấy. Hưng là cái kênh Facebook của Hưng anh chị, Hưng hay lấy ở trên này. Tại vì thật sự là đồ ăn của mình không thể nào ngày nào cũng nấu được, nên là có những cái món ăn ngon mình có thể chia sẻ cho mọi người bằng cách là mình lấy hình ở trên này mình về đăng. Và ở trên này thì nó không có tốc nhín bản quyền anh chị nhé. Thì đó là một số cái mà Hưng chia sẻ. Còn một số cái nữa, ví dụ như hút thuốc cũng được, có thuốc lá, thuốc lào là không được. Rồi có những cái từ liên quan như là shisha, hay là những cái từ những cái chất gây nghiện cũng không được. Thì đó là một số cái Hưng muốn chia sẻ cho anh chị. Hoặc là có còn một cái nữa là Hưng nhớ là về có động vật thì đừng có để cho lộ cái bộ phận sinh dục của nó, ví dụ như con chó chẳng hạn, thì mình che lại. Ok nhá, thì hôm nay Hưng xin tổng kết một số cái mà Hưng đã làm, và có một số cái nó đã vi phạm như vậy thì mình né nó đi, sau đó mình cứ làm video bình thường. Còn làm video như thế nào để lên xu hướng, hay là làm video như thế nào để bán được hàng thì anh chị sẽ coi những video khác của Hưng nữa nha. Cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành cùng với Hưng và xem những cái video của Hưng. Nhớ follow kênh của Hưng nếu như anh chị chưa follow nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.